Xin chào cả quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại ở mình Leo đây. Hôm nay tiếp tục theo cầu của quý vị, Leo sẽ hướng dẫn bài nhảy Sapphire Dạ Vũ theo nhịp đếm. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Bài nhảy này chúng ta sẽ có 8 câu. Nhịp chân của chúng ta sẽ là tổng cộng 64 nhịp. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. Câu số 1, 5, 6, 7 vào. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8. Câu số 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 5. 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 6. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 7. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, và bây giờ Leo sẽ đếm liền đi cả 8 câu nhé. Ok. 5, 6, 7 vào. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Ok. Rồi. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với câu số 1 này. Câu số 1 thì chúng ta sẽ có 4 bước đầu tiên. 4 nhịp đầu tiên chúng ta sẽ đi bước running man, bước chạy bộ nhé. Bắt đầu bằng chân phải này. Ok. Chân phải của chúng ta nhảy giật lên, giậm. 1, chân trái nhảy giậm. 2, chân phải nhảy giậm. 3, chân trái nhảy giậm. 4, dạ. 4 bước running man, sau đó chúng ta vắt chân phải qua, kiễng mũi chân lên. Đấy, sao cho hai mũi chân đều kiễng nhé. Và sau đó chúng ta hạ gót chân phải. 1, chúng ta trở lại về chân trái và tiếp tục hạ gót chân phải. 2, chuyển lại chân trái và 3 và 4. Được chưa? Thì 4 nhịp. Cái 4 nhịp kia là 8. Câu số 1 này. 5, 6, 7 vào. 1, 2, 3, 4 chân qua. 5 và 6 và 7 và 8. Ok. Rồi. Tiếp theo đến câu số 2 thì chúng ta sẽ có bước chấm trượt. Thì chúng ta giật chân phải lên. Tiếp theo này, ta giật chân phải lên này, giật đùi chân phải lên và chúng ta chấm cái mũi chân xuống. 1, được chưa ạ? Và chúng ta lại bật cái chân phải lên tiếp. Tiếp tục giật một lần nữa thì chúng ta thể thực hiện bước trượt bay. Trượt 2. Đấy, ok. Chân trái này cũng làm tương tự như vậy. Giật chân trái lên, chấm xuống. 3. Và chúng ta thực hiện bước trượt bay. 4. Mình làm lại nhá. Chân phải này đang bên này đúng không? Giật chân phải lên. Nhảy, chấm xuống. 1, tiếp tục. Nhảy, trượt tiếp. 2, tiếp tục. Nhảy giậm. 3, nhảy trượt. 4 và 5, 6, 7, 8 thì chúng ta đi bước trượt bay bình thường. 5 và 6 và 7 và 8. Ok. Hai câu đầu tiên này. 5, 6, 7 vào. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tiếp theo,
đến câu số 3. Câu số 3 chúng ta sẽ đi bằng mũi chân đi lên 2 nhịp này, được chưa? Sau đó thực hiện bước đạp. Trên 1 chân phải này, 2 chân trái, các bạn chú ý đi hoàn toàn bằng mũi chân nhé. Tiếp theo này, chúng ta xoay người và kéo cái chân phải lên, mặt xoay phía bên trái, chấm mũi chân xuống 2 lần. 3, tiếp tục chân phải. 4, tiếp theo chúng ta giật chân phải lên và đạp về với sau. 5, đấy. Đấy, tiếp theo giật chân phải lên tiếp, thực hiện bước chạy bộ. 6, đấy, chân trái nhảy giật lên tiếp, xoay về phía sau. 7, chân phải giật lên tiếp, xoay tiếp ra phía bên trái góc 90 độ. 8, ok. Rồi, câu số 3 này, đếm này, 2, 3 này, 1, 2, chân phải, 3, 4, chân phải tiếp, 5, chân phải tiếp, 6, chân trái, 7, chân phải, 8, thứ tự đủ 8 nhịp, và chúng ta xoay theo sang hướng bên trái, ok. Rồi, tiếp theo đến câu số 4 này, làm tương tự như chân phải, chân trái đạp mũi chân lên 2 nhịp, 1, tiếp tục, đạp tiếp lần nữa, 2, đưa chân phải đạp, đưa chân trái đạp về sau, 3, nhớ chuyển hẳn trụ về chân trái nhé, chân phải dùng gót chân đẩy lên. 3, tiếp theo chân trái nhảy lên, xoay mặt sang phía bên phải. 4, chân phải nhảy dậm tiếp. 5, chân trái giật nhảy dậm tiếp. 6, tiếp tục chân phải. 7, và chân trái đẩy mũi chân ra là 8. Ok. Đấy. Thì câu 3 và câu 4 này sẽ là bước lên này. 1, 2, chân phải dậm. 3, phải. 4, phải. 5, phải. 6, chuyển trái. 7, chuyển phải. 8. Đấy, tiếp theo câu số 4 này, chân trái này. 1, trái, 2, trái về đằng sau. 3, trái lên trước. 4, chuyển phải. 5, chuyển trái. 6, chuyển trái phải. 7, và trái sang ngang. 8. Đấy là 4. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 5 đến câu số 8 này. Ok. Câu số 5 thì chúng ta sẽ có bước vắt chéo chân lên, được chưa? Đưa chân trái vắt chéo lên. 1, chú ý là chúng ta dùng mũi chân nhé, kiễng hai chân lên. Khi mà bước thì chúng ta trùng, xong rồi chúng ta kiễng chân lên và chúng ta trùng xuống thì chúng ta đóng cái gót vào nhé. Ok, chân trái bước lên, đếm 1, chân phải bước lên. 2, chân trái bước lên tiếp và 2 nhịp kép. 3, làm lại lần nữa và 4, sau đó chân trái đưa về. 5, chân phải đưa về. 6, ok, và chân trái đưa về 2 lần. 7, và 8. Đấy, ok, mình làm lại này. 2, 3, 1, 2, 3, và 4, chân trái, 5, 6, 7, và 8. Ok, rồi. Tiếp tục, đến câu số 6 thì chúng ta sẽ có là động tác là đá chân này, đạp gót này, cơ bản, bước trượt, được chưa? Thì đến câu số 6 này thì chúng ta thực hiện bước đá chân, chân trái chúng ta đá quệt gót chân xuống và chúng ta kéo cái chân lên. Đấy là 1. Tiếp theo đạp cái gót xuống. 2, bật chân lên tiếp và thực hiện bước cơ bản trượt. 3, đấy, chân phải làm tương tự như thế, chân phải đá lên. 4, đạp gót xuống. 5, bật chân lên tiếp, thực hiện bước trượt. 6, và đi hai bước cơ bản trượt. 7, 8, bước running man đấy, được chưa? Mình làm lại này. Chú ý nhá, mỗi một bên chân là 3 nhịp này. Đầu tiên là đá này, đá này, đạp, trượt, chân phải như thế. Đá này, đạp, trượt. Ok, hai bước cơ bản. 7, 8. Đấy, ok, đây là câu số 6. Đấy, câu 5, 6 này. 2, 3, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, đến câu số 7 này thì chúng ta sẽ có bước chấm gót đẩy hai bên. Đếm 1, 2, tiếp tục chân phải. 3, 4 thì chúng ta đưa chân phải vào mặt, quay sang phía bên trái, lùi về đây. Đấy, tiếp theo, lùi chân trái về mũi chân. 5, yeah. Đưa chân trái lên trước và xoay người 180 độ về phía sau, sang phía bên phải. 6, đấy. Tiếp theo, chân phải của chúng ta đá vừa xoay, yeah. Và mặt lại xoay lại 180 độ về phía sau, sang phía bên phải nhé. Thì chân trái đá tiếp. 7 này, đấy. Nghĩa là chân ở đây nhé, đúng không? Các bạn đá sát vào cái chân trụ này. Cái mũi chân trái đá sát vào cái chân trụ này. Thì đếm là 7 này, đấy, được chưa? Đến đây thì dậm cái chân trái này xuống, trượt. 8. Đây mình làm lại nhé. Câu 7 này, đếm 1, 2, 3, 4, lùi này, 5 này, tiến, 6, xoay này, đá xoay tiếp, 7 này, dạ, cơ bản, 8, ok. Rồi, tiếp theo, đến câu số 8. Câu số 8 thì chúng ta sẽ đi 3 bước cơ bản, trượt nhé, bằng chân phải này. 1 này, chân trái trượt, 2 này,
chân phải trượt. 3 này, ok, 4 thì chúng ta dùng chân trái đá sát với cả trụ chân phải nhé. Và xoay ngược mặt về phía sau 180 độ. Rồi, 4 này, đó, được chưa? Xoay lên, đạp xuống. 5, tiếp theo chân phải. 6, chân trái. 7, và chân phải trụm vào. 8, đến đây mặt quay về hướng 12 giờ. Đến đây là hết bài, được chưa? Ok. Đấy. Đấy, thì mình đi lại câu 5, 6, 7, 8 này. 5, 6, 7, vào này, bước 1, bước 2, 2 nhịp kép, 3 và 4, lùi 5, lùi 6, 2 nhịp kép, 7 và 8, đá, đạp, trượt, tiếp tục, đá, đạp, trượt, cơ bản, câu 7 này, dậm 1, 2, dậm 3, 4, lùi 5, tiến 6, đá, 7, trượt 8, tiếp tục, trượt tiếp, 1, trượt 2, trượt 3, đá, 4, trượt 5, trượt 6, trượt 7, và 8 đến đây là hết. Ok. Rồi. Ok, thì bài này ở trình độ là chúng ta là trên cơ bản một chút. Nên là chúng ta muốn tập bài này thì chúng ta hãy tập tốt các bước cơ bản rồi hãy tập vào bài này, đúng không ạ? Còn ai mà chúng ta chưa biết gì cả thì sẽ tập hơi mất thời gian một chút. Ok, và chúc các bạn tập thành công. 8. Nếu thấy nội dung video này là hữu ích thì nhờ quý vị và các bạn chia sẻ thêm cho người thân và bạn bè của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì thuật toán của YouTube thì họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Nên nếu mà thích video này thì nhờ anh chị bấm vào nút like để cho video này của chúng ta có nhiều người biết thêm đến hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các anh chị. Chúc mọi người một buổi tối thật là bình yên.